Hơn 3 tháng qua, Chùa Vạn Phước, huyện Bình Đại đã tích cực vận động Phật tử, mạnh thường quân, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có hoạt động của bếp ăn nghĩa tình Quý Trọng. Bếp ăn nghĩa tình Quý Trọng Chùa Vạn Phước được tổ chức tại gia đình Phật tử Nguyễn Xuân Trọng ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại. Với sự tham gia tự nguyện của các thành viên trong gia đình và sư thầy tại Chùa Vạn Phước, bếp ăn bắt đầu hoạt động ngay khi huyện Bình Đại xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, nhằm hỗ trợ phần ăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân và người dân trong các khu cách ly phong tỏa. Đều đặn mỗi ngày 3 buổi, bếp ăn đã nấu trung bình từ 375 đến hơn 420 suất ăn miễn phí. Số suất ăn này cũng đồng thời gửi đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung. Mỗi suất ăn trị giá 25 đến 30 ngàn đồng. Với đa dạng các món ăn như cơm, cháo, bún, bánh canh, nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ sự hỗ trợ của Chùa Vạn Phước và các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài huyện. Là mình còn may mắn khi mình ở đây mình không có bị ảnh hưởng gì nhiều hết. Còn những người mà ở xa, quý vị bà con mà ở xa bệnh viện, người ta bệnh hoạn hoặc là ta không đem cơm được, ta ăn mì gói, mình thấy mình cũng thấy mình thương, mình xót. Rồi mình mới nói gia đình thì gia đình cũng hiểu hoàn cảnh đó với nhau, rồi cái cùng nhau làm nên cảm thấy rất là vui, không có phiền muộn gì hết. Ngoài các suất ăn chay, bếp ăn còn nấu nhiều suất ăn mặn, đầy đủ các món xào, canh, kho, đảm bảo dinh dưỡng cho lực lượng phòng chống dịch và người dân cần giúp đỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, bếp ăn nghĩa tình Quý Trọng Chùa Vạn Phước đã duy trì hoạt động được hơn 3 tháng và giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh. Những thành viên phục vụ tại bếp ăn có điểm chung là cái tâm thiện nguyện, chung sức giúp bữa ăn người dân mùa dịch được đầy đủ. Thấy mình làm được không có bị gì hết, còn người ta hoàn cảnh người ta bị vậy mình thấy thương. Nó là mình nấu mình cảm thấy vui trong gia đình, nói chung là ai cũng đồng ý để nấu hết. Nó lại nấu là một ngày là 3 suất, sáng rồi trưa, sáng là 7 giờ, trưa 11 giờ, chiều 5 giờ. Là đồ ăn đâu đó thiên thất đàng hoàng ngon hết, đồ vô hộp. Các món ăn là đồ mặn hết, là đổi món thường xuyên. Còn những có cái mấy bữa mà mình còn sức khỏe thì mình nấu thêm cử tối 8 giờ. À, nấu xôi hoặc là phở hay là bánh canh hay là cháo gà gì đó để nấu thêm cho mấy người cách ly. Cùng với những suất ăn nghĩa tình, Chùa Vạn Phước cũng thường xuyên tặng quà cho gia đình khó khăn, công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, mỗi phần trị giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện với tâm niệm cho đi là còn mãi. Đại đức Thích Phước Chí, trụ trì Chùa Vạn Phước cho biết, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chùa giúp được hoàn cảnh nào thì sẽ cố gắng hết sức. Nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên nên hoạt động nhân đạo từ thiện của chùa mới thực hiện được. Mong là các Phật tử phải nhận ra hiểu được khi ta cho ai rồi đó thì ta sẽ có lại nhiều hơn nữa. Thì lúc nào thì chúng ta cũng nghĩ rằng Phật dạy yêu thương một người nào đó thì đó là một cái trái tim nhân từ. Mình được cảm nhận được từ yêu thương đó là cái sức mạnh mẽ, cái sức phát triển được cái nền móng đạo đức và phát triển được cái tiếng vang của mình. Hiện tại, khi huyện Bình Đại trở về trạng thái hoạt động bình thường mới, bếp ăn mỗi ngày nấu 55 suất ăn phục vụ cho lực lượng trực khu cách ly tập trung thị trấn Bình Đại. Bệnh nhân tại bệnh viện và công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương được ấm lòng khi thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung. Những người được cách ly tập trung cũng rất là cảm ơn, chia sẻ với chỗ địa phương và cảm ơn những mạnh thường quân đã ủng hộ cái vật chất, nhất là những sức cơm, tình nghĩa trong cái những ngày cách ly. Có thể nói, mỗi người một hành động thiết thực, ý nghĩa đã chung tay chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau trong lúc dịch bệnh xảy ra. Bếp ăn nghĩa tình Quý Trọng Chùa Vạn Phước đã trở thành một điểm tựa giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như chung sức cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch.